Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình về trên tay được một mẫu Tudor. Và mẫu Tudor này của mình là một mẫu mới 100%. Hiện tại thì để mua được Tudor thì nó cũng giống như tình trạng của Rolex, rất là nhiều người muốn mua. Tuy nhiên là cái lượng cung cấp thì nó còn phụ thuộc vào nhà máy sản xuất của Tudor và Rolex tại Thụy Sĩ. Thì với chiếc Tudor này của mình thì nó cũng có tình trạng như vậy. Và đây là một chiếc Tudor hàng chính hãng của Việt Nam. Bán ra do đại lý của Việt Nam bán ra và các bạn sẽ có bảo hành toàn cầu đầy đủ tại Việt Nam. Chiếc này thì sẽ có date là tháng 1 năm 2021 và hiện tại là tháng 3 thì nó mới như chiếc này thì được một đại lý người ta mua lại. Và đây là một chiếc rất là hiếm hàng hiện tại kể cả tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Thì với chiếc Tudor này thuộc dòng Black Bay và nó là một chiếc Tudor Black Bay 58 50H và nó có size là 39 mm. Tuy nhiên chiếc này của mình nó là mặt xanh các bạn nhé, mặt xanh. Đây là một mẫu mới nhất thuộc dòng Tudor Black Bay được giới thiệu trong năm 2020, rất là đẹp, size 39 dành cho anh em nào tay nhỏ. Chiếc này của mình là phiên bản dây NATO strap với cái màu navy và chúng ta sẽ có một cái dây dây da khóa bấm được đi kèm. Các bạn sẽ có hai lựa chọn với chiếc đồng hồ này, đó là dây da khóa bấm xịn của hãng Tudor này. Anh em có thể thấy là Tudor đấy, khóa bấm nguyên siêu mới 100% anh em nhé, không phải là hàng qua sử dụng đâu. Với chiếc này thì hiện tại cái mức giá retail của hãng nó loanh quanh khoảng tầm 90 triệu và để mua được thì các bạn sẽ phải chờ chứ không không có hàng ngay đâu. Và hiện tại như đại lý của Tudor tại Việt Nam là S&S Hourglass thì với cái sản phẩm này thì các bạn sẽ phải chờ ít nhất là vài tháng thì mới có hàng. Và cái màu xanh này thì thực sự là nó còn hiếm hơn vì đây là cái màu mới nhất và được săn đón nhiều nhất của dòng 50S. Trước đây thì chúng ta đã biết là dòng 50S này có một chiếc nó có cái dáng là vintage rồi. Thì mình cũng đã quay lên cho anh em với kim cọc nó được làm với màu đồng. Còn với chiếc này của chúng ta thì sẽ thuần là màu xanh và sử dụng màu xanh với màu trắng với nhau rất là đẹp. Nếu như các bạn không thích dây NATO này thì các bạn có thể là sử dụng cái dây dây da kia để chúng ta lắp vào nhé. Chúng ta sẽ có một chiếc Tudor 50S 39 mm mặt dial xanh blue. Đấy, các bạn thấy này, siêu thân còn nguyên nhé. Đây, siêu thân đây, đó, còn nguyên này. Siêu đáy cũng còn và nó hiện tại nó đang che bởi cái dây NATO. Vì đây là một chiếc diver đáy kín cho nên là mình sẽ không cần phải mở dây NATO này ra làm gì. Chúng ta có một chiếc size 39 với cái logo Tudor Geneva ở góc 12 giờ. Và đây là một chiếc no date các bạn nhé. Một chiếc diver no date. Nó sử dụng máy in-house Tudor MT5402. Bộ máy này thì là một trong những bộ máy được Tudor giới thiệu và rất là đỉnh cao. Bộ máy này có 70 giờ tích cóp, có 28.800 tần số động và các bạn sẽ có 25 chân kính với cái chuẩn là COSC tức là chronometer, 27 chân kính sorry các bạn. Thì với chuẩn chronometer thì chiếc đồng hồ này sẽ có cái độ chính xác rất là tốt và đạt chuẩn. Chúng ta sẽ có là một chiếc diver với độ chấm nước là 200 m đủ dùng cho tất cả các nhu cầu hàng ngày của các bạn. Và chiếc diver này có size 39 mm lại cực kỳ dễ đeo. Lắc tu lắc của nó loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 46-47 mm. Thì với cái size này thì anh em tay khoảng 15.5 là chúng ta cũng có thể đeo được. Tuy nhiên mình recommend nếu mà đẹp thì anh em tay khoảng 16 cm thì chúng ta sẽ đeo đẹp nhé. Bởi vì với những dòng diver thì cái thân của nó cũng dày một chút, như chiếc này là khoảng loanh quanh khoảng tầm 12 mm. Thì nếu như anh em tay 16 thì chúng ta đeo sẽ tuyệt hơn. Đó. Với một chiếc diver thì không thể nào không nói đến cái lume của nó rồi. Và mình sẽ test qua cái lume của chiếc này. Đó, các bạn có thể thấy là khi mình chỉ cần dí cái đèn UV vào thì cái lume của nó đã bắt đầu sáng rồi. Đó. Và các bạn có thể thấy rõ này, cái độ sáng của lume này rất là đã. Chiếc Black Bay 58 này thì là một chiếc hoàn hảo rồi. Tuyệt vời cho anh em nếu mà anh em muốn chơi cái đồng hồ mà trong tầm khoảng 100 triệu thì ngoài sự lựa chọn là Omega ra thì chúng ta còn một thương hiệu rất đáng uy tín đó là Tudor, người em của Rolex. Thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có giá retail hãng loanh quanh khoảng tầm 90 triệu. Còn bên mình mua được một chiếc qua một chiếc mới 100% như này và bên mình bán với giá 85 triệu, rẻ hơn một chút thôi. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại thì các bạn muốn mua thì cũng khó, thì mức giá rẻ hơn này cũng là rất tốt để anh em sử dụng rồi. Đó.
Tình trạng thì các bạn có thể thấy là mới 100% và còn nguyên siêu đầy đủ nhá. Đó, kể cả khóa, kể cả dây kia. Bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính, và núm này có logo hình bông hồng của Tudor. Và đáy sau thì dĩ nhiên là đáy kín rồi, kính sapphire dạng glass box. Bộ máy là MT5402, bộ máy rất là tuyệt vời. Và mặt dial của chúng ta cũng như đèn benzen của chúng ta thì sẽ có cái màu xanh rất là đẹp. Đó. Lên tay chiếc này thì như mình nói, anh em tay khoảng 15.5 đến 16 là chúng ta lên sẽ đẹp rồi. Đó. Và recommend là 16. Nếu như anh em nào có nhu cầu muốn mua chiếc Tudor Black Bay 50S 39mm Blue này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.